Nào đi vào đi cho nào, đi vào đi cho nào. Tìm kỹ chẳng mấy nó bắt đâu. Không tìm kỹ đi. Lục kỹ lên cho nào. Ôi ôi. Mấy con gì nó cua quậy như kia không ơi. Đâu? Đâu? Kia kia trong kia 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 trong bờ đồ kia. Trong bờ đồ kia tôi vừa thấy thò đầu đấy cái. Ui tôi nghi lắm. Ui tôi nghi mà cơ. Mà cơ. Ôi hay nó chui trong đấy. Đi ra cho nào. Nó vào đây nó ăn gà rồi. Ui gà nó đang hoảng loạn này. Ui anh em mới tích cực. Cơ. Con này nó chui vào trong cái chuồng này này. Ôi đúng rồi. Con Nam tìm cái kỹ. Ôi trời ơi. Ôi my god. Ui ui. Ui đi này này. Ui ui ui. Ui đi cho mẹ này. Đâu? Ở đây đấy. Nó cắn rồi đấy. Ui ui. Ui ui. Ui ui. Ui ui. Cái này cho mẹ. Xem đi. Ui. Ui ui. Cái này cho lắm. Ui ui. Này rồi. Ui ui. Đây đây. Đây vào. Đây vào. Đây vào. Đây vào. Ê đây, ui nó ra đây kìa. Ui, kinh khủng quá. Ui. Ê, ui. Đây đang trên kia. Chia đều người ra đi. Chia đều người lên trên kia đi. Ui. Bao vây nó, bao vây nó. Bao vây nó, bao vây nó. Chia đều người ạ. Ui. Ui, to lắm. Con gì đấy? To. Ui, con gì đi đi xì nó to như thế này. Giống cái khổng lồ quá. Từ từ bình tĩnh. Từ bình tĩnh, bình tĩnh. Để tôi khuẩn cho này nhá. Ôi, dớ quá. Ôi, ôi, từ từ, từ từ. Ôi, mày ơi. Ôi, ôi. Từ từ, không. Từ từ này. Từ từ này. Ôi, ôi. Ôi, 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 thế. Mày. Con này, cháu. Ui, mày, cháu. Ui, đây. Ôi, trời ơi. Đây. Ui, trời ơi, rắn to chưa? Khổng lồ luôn. Ui, tôi khổng lồ luôn mọi người. Dạ mà kinh chưa này. Chúng gà luôn không ơi. Ui giời, tao đậm một cái đầu nó bên đằng này cho nó trườn lên trên kia đi. Đấy đang trườn ra, đang trườn ra rồi. Đậm cái đầu cho nó trườn lên. Đấy. Ui. Ui mà chết. Đây. Úi giời nó phì kìa. Ghê chưa? Nó bị đè cái cánh cửa rồi. Con này dữ lắm á. Đấy, vậy đúng rồi. Ui giời, ui kinh khủng. Con người nó cái kìa. Từ từ nó phi ra. Ấy. Thật đấy. Đợi cho nó người đi. Úi giời. Con người rồi kìa. Tự vệ đấy. Ôi trời ơi. Cắn đấy. Ui to lắm con ơi. Thôi thôi đừng. Ghê đây rồi. Đây là con người này. Ui. Anh em đã phát hiện là con rắn khổng lồ đang ở đây nhá. Quá khổng lồ luôn. Kinh rít mầm nhỉ. Ôi giời ơi. Con này đang một xác hay không ơi. Ghê gớm nhỉ. Ui kêu kìa. Sợ chưa. Dã man luôn. Ui giờ làm sao để anh em. Bây giờ rỡ từng tấm một. Ơ đừng để vậy. Đưa sang bên này. Đưa sang bên kia đi. Đấy, con ngồi hết bên đấy đi. Đéo ơi, nó đang. Ra đây một người sang bên đấy. Đang tiến đâu, bỏ cái súng ra. Tối về chơi. Ê. Ngủ con bò ấy, tiến đi nhầm. Ngươi gớm nhá. Kỳ. Tấm đi trước, đấy. Cứ nhận nham làm thôi, nhận nham làm thôi. Lôi. Đấy, kinh không? Đấy, nồng tấm kia lên thì kia là được. Đấy, đã phát hiện là con rắn ở đây rồi mọi người nhá. Chóng tay này. Wow. Đâu. Chụp. Ui, đây rồi. Ui, cái đầu có cả thải con giữ nhỉ. Nào đớp luôn không ạ? Giữ lắm. Đi nhà tiến ơi. Đi đấy. Ui dồi ôi. Cứ cầm súng tôi bắn đi. Bắn này. Rồi nó ngoạm phát mất tay. Nào ông đậm nhẹ người nó rồi. Ui. Ui.
Nhịp nó đi cả lòng. Ôi ôi ôi, lao lên đấy. Ui 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 ui. Con này nó dữ lắm, khó bắt, dữ lắm rồi nè. Theo nhã rồi. Đấy anh em mình dùng cái cây để coi khu cái nó ra mọi người nhá. Không hề có ý làm đau nó nhá mọi người nhá. Cái tấm kìa, cái tấm bờ rô gạt khỏi cái đuôi nó đi. Chú gạt chứ. Được rồi. Ui. Đấy, cẩn thận đấy, cẩn thận đấy. Lắm. Ôi, ui giời, đưa, đưa động một cái chỗ người nữa kìa. Để nó trườn ra. Trườn. Đấy. Con này có lòng nó trườn đấy. Cũng trườn đấy nó thủng. Trườn chứ. Lì quá. Thế thủng. Bụng nó là nó nằm im luôn. Đừng đưa lại. Chọc xa lui ra, đừng chọc vào đầu. Chọc cái gì mà con này nó thủng đây rồi. Thôi bây giờ anh em bắt nó ra đi. Chưa tôi lấy đi. Lấy đi. Nhẹ nhàng cẩn thận. Hết sức cẩn thận. Chạm nhẹ nhẹ cho nó trượt nó xem nào. Bây giờ muốn bắt nó phải hết cái tấm ra đi. Nào, cái tấm thôi anh ạ. Phải hết cái tấm ra đi. Lên kia đi, lên kia đi. Lên kia đi. Lên kia. Thành một tấm một thôi cháu ơi. Thành một tấm một. Tấm này nha, từ từ cái này. Hình hết trong bỏ hẳn hết cái luồng ra để tí nữa có cái ảnh trong đấy nhá. Bỏ tay ra. Ui, to lắm công. Ui, kịch. Nó cứ rít. Nó cứ rít ở mầm mầm nhảy. Ui, trời. Bỏ cả cái luồng ra đây. Ui, ui, ui. Ui, ui, dữ lắm. Nhảy. Ui, ui, nó cứ phì thế này không. Ui, my god. Nụ nắm hôm nay bắt con trăn nó kinh khủng này. Nó vào đây ăn gà rồi. Nó vào nó ăn gà đấy. Cái bà ăn gà kia chúa. Thầy ngang là sợ. Ngan sợ rú mết rồi kìa. Ngan sợ rú mết rồi. Kinh như này. Quá dạ mạng. Thấy công động mà cái lấy khèo cái đuôi nó ra. Khèo đúng cái đuôi nó cơ. Thầy công đưa đuôi sang góc này. Ôi đưa đuôi mình. Ui ui. Sợ nhờ. Về nhờ. Tránh mình ơi. Đấy. Ui xò tay cẩn thận nhá. Nó nhanh nhắm đấy. Anh cho anh với được cái này không? Nhắm tỷ đầu đó. Nó cắn đi chưa? Không, nhắm tỷ đầu nó có mà. Đấy, đây rồi. Tỷ đầu đây. Cắn rồi. Đây, cắn đây. Cầm đi. Cắt tay cắt cơ. Lấy tay mình phát phát. Ui, đó bình chứng. Ui, to chưa này? Chưa đấy, đúng rồi. Lôi người vào. Nhẹ nhàng vậy. Lôi người vào luôn. Sợ nhờ. Nhìn đây đủ sát thì sao thế? Ui giời, kinh. Ui, cứ nhìn chằm chằm vào người cháu kìa. Nhấc cái này ra đi, nhấc cái này ra. Đấy. Nó mới thoáng được. Ui. Khủng khiếp chưa? Ui giời ơi, to. Quá to luôn. Nó vào nó ăn thịt gà được không ạ? Ừ, đúng rồi, cái này nó vào đây này nó ăn, ừ. Ăn thịt ngan thịt gà đây này. Ừ. Sợ kìa, bọn kia sợ rú một góc kìa. Đấy. Rú một góc. Mình nhìn còn khiếp sợ, nếu không ngồi trên mấy cái con kia. Quá kinh khủng. Nào đưa ra, đưa nhẹ nhàng đưa ra ngoài này đi. Nhàng đưa ra ngoài này. Ui, ui, ui. Đấy, nó trượt đấy. Ui, ui, ui. Ui, nó lại nào đấy. Nó lại nào đấy. Khủng khiếp chưa? Cắn ghế cái nào. Quá khủng khiếp. Quá kinh khủng. Đấy, đưa nhẹ nhàng ra ngoài. Thấy chưa, thay chưa kéo đi. Đấy, đấy mà mình dùng cái gậy để chặn nó mọi người nhá. Đưa nhẹ nhàng nó ra ngoài này. Ui mài cát. Hấy. Kéo đi. Ui, ui sắp thành công rồi. Ui, bắt được con rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Kéo cái kéo kia luôn. Ui, con này dài lắm. Ui, thả ra. Ôi đấy rồi, ôi dồi ôi mọi người. Ôi trời ơi. Này, sau một hồi coi thế là anh em đã phát hiện ra một cái ôi dồi. Con rắn ở đây nha mọi người. Ôi này anh em xem này. Người nó toàn nông gà đây này. Ừ. Nó ăn gà rồi. Cái thằng kia nó ăn gà đấy. Nó phải ăn gà của mình đâu hết rồi nhỉ. Ôi my god. Đây này nó ăn rồi chứ gì nữa. Ui kinh cơ. Quá to luôn. Ui. Con này giờ làm sao để bắt được nó ấy. Dữ lắm không ạ? Nó cứ rít ở mầm mầm nhỉ. Nó bắt nó thì cứ đè đầu nó chỉnh cổ nó bắt. Còn này dữ lắm. Còn này nó quá dữ hung dữ luôn mọi người nhá. Mình trước không cho anh em chứ cầm gần nó đâu. Này mọi người xem. Kinh. Đấy thấy chưa? Ngạo kinh này lắm.
Ui, 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 ui. Tấn công đấy. Ui, nó nào nuôi. Cẩn thận cái cánh cửa đó là. Đấy đủ rồi. Có lời này sau. Tỉnh như con người to chưa? Con chi là con chi. Con này hình như ăn gà rồi sao không ạ? Chắc nan rồi. Chắc nan là con gì rồi? Chắc nan rồi, bây giờ anh em sẽ bắt nó đi. Hay lôi ra sân đi ông ơi. Lôi ra sân. Lôi ra sân đi, không nó bắt hết gà đấy. Quá về hồ đúng. Ôi giời ơi, trong cái thời gian coi anh em đến đây là giúp cái chị nhà này đã phát hiện, đã bắt được con rắn rất là khổng lồ luôn mọi người nhá. Con này đã vào đây ngan ngan gà này, mọi người xem đúng hết đây đấy, khả năng là anh em sẽ tìm cách anh em bắt con này, anh em bỏ túi gì nếu mà anh em tìm bốn quanh thì nó có thì anh em sẽ quay cho mọi người xem được cái video của anh em. Nếu thấy hay nhớ like chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ anh em nhá. Cảm ơn nhá.